Tử vi tuần mới từ ngày mùng 6 đến ngày 12 tháng 3 của 12 con giáp. Trong tuần có ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, bạn đừng quên nhân cơ hội này để lấy lòng đối phương nhé. Đặc biệt, người tuổi Thìn có bách việt đào hoa mang tới nhân duyên vượng, giúp người độc thân dễ dàng tìm được nửa kia yêu thương. Còn các con giáp khác sẽ thế nào? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé. Tuổi Tý. Tuần mới của tuổi Tý so với tuần trước, vận trình tuần này của người tuổi Tý có chút khởi sắc, tuy nhiên hung vận vẫn lấn át cát vận. Vẫn nên đề cao cảnh giác, đừng tự tin ngạo mạn thái quá mà gây rắc rối. Tuổi Tý bản tính thông minh, có tài kiểm soát tài chính tốt, cũng chính bởi vậy mà bạn luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu quá cao, đầu óc lúc nào cũng bận rộn suy tư, không được nhàn hạ như những con giáp khác. Đầu tuần công việc nhiều, bạn chưa tìm được thời gian thích hợp để nghỉ ngơi, nhưng tới cuối tuần rảnh rang hơn một chút, bạn có thể xếp lịch vui chơi cùng bạn bè, người thân để giải tỏa áp lực. Cát vận trong tuần chủ yếu ủng hộ bản mệnh ở phương diện tài lộc, tình hình tài chính ngày càng khởi sắc, thành quả bạn gặt hái được khá lý tưởng, xứng đáng với công sức và thời gian mình bỏ ra. Tuy nhiên, vẫn có dấu hiệu đối thủ cạnh tranh, tiểu nhân ngáng trở, bạn nên hành sự thận trọng, đừng phạm phải lỗi kẻo thất bại. Vận trình tình cảm người tuổi Tý tạm thời chưa có sự chuyển biến tích cực nào. Nữ mệnh may mắn hơn đôi chút khi vẫn nương tựa sức mạnh hỗ trợ từ thái âm cát tinh, nhân duyên khá vượng, được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, bạn vẫn chưa thể chọn được ai phù hợp. Chịu sức ép của song khắc hung tinh, sức khỏe người tuổi Tý giảm sút. Không phải ngẫu nhiên mà như vậy, chuyện gì cũng có nguyên nhân. Bạn làm việc nhiều, suy nghĩ liên tục, sức ép tinh thần lớn, bào mòn thể trạng. Chuyện ăn uống lại thất thường, khó tránh cơ thể suy nhược. Cần ăn uống tầm bổ nhiều hơn, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi vui chơi hợp lý, làm việc để sống chứ không phải để ốm đau bệnh tật. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu đón chào tuần mới trong trạng thái hân hoan, tinh thần làm việc hăng say, tràn đầy nhiệt huyết. Cát tinh thái dương che chở, trợ giúp bản mệnh thăng hoa trong sự nghiệp, nhất là nam mệnh, công việc trôi chảy, sự nghiệp phất như diều gặp gió. Công việc tuy nhiều nhưng cảm giác bản mệnh làm việc nhẹ nhàng, được quý nhân thong thả bên cạnh. Hay lại gặp người tốt nên vạn sự cứ bình yên trôi qua, gặp tình huống cấp bách tuổi Sửu vẫn ung dung tự tại, bình tĩnh xử lý, hiệu quả đạt được nằm ngoài cả mong đợi. Trong tuần có điềm báo thay đổi nơi làm việc, được tăng lương, thêm thưởng hoặc được thăng chức, người làm công ăn lương sẽ có dịp nở mày nở mặt. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng, nó khẳng định những nỗ lực mà bạn bỏ ra không hoài phí mà được ghi nhận một cách xứng đáng. Vận đào hoa ngày càng tăng mạnh, tuổi Sửu nên chủ động hẹn hò, bày tỏ tình cảm với đối phương. Ngay cả khi bạn không chủ động tỏ tình, đối phương cũng sẽ tìm mọi cách để chinh phục trái tim bạn. Các cặp đôi đã kết hôn thì tình cảm thêm phần hài hòa. Tuy tình yêu không còn lãng mạn, xến xúa như trước kia, nhưng lại vô cùng bền chặt. Sợi dây gắn kết hai bạn chính là con cái, gia đình. Rất có thể trong tuần bạn sẽ đón tin vui về chuyện con cái. Tuổi Dần. Chỉ số cát vận tuy có tăng hơn so với tuần trước, nhưng hung vận vẫn rình rập, chỉ trực đợi người tuổi Dần sơ hở là gây ra đủ điều phiền phức. Bởi thế, dù gặt hái được thành công cũng đừng tỏ ra kiêu ngạo, tự mua dây buộc mình, hút họa thị phi. Nhìn chung công việc trong tuần không có biến động lớn, người làm công ăn lương vẫn tiếp tục triển khai công việc, kết quả đạt được cũng không quá tệ, tuy nhiên chưa thực sự khiến bạn hài lòng. Muốn có sự đột phá, không còn cách nào khác, bạn phải dành thời gian học tập, nghiên cứu nâng cao tay nghề, kiến thức chuyên môn. Để lãnh đạo được người khác không chỉ dựa vào cái uy ăn to nói lớn hay sự nhiệt huyết, cái chính vẫn là năng lực. Bạn có giỏi hơn người khác thì họ mới chịu nghe lời. Tuần này bản mệnh gặp chút may mắn về tài lộc, kinh doanh buôn bán khá thuận lợi. Điều đó đồng nghĩa với một tuần bận rộn đang chờ đón bạn. Có làm thì mới có ăn, ở đời này không ai cho không nhau cái gì. Bạn hiểu điều đó hơn ai hết. Những người xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn lại càng giàu nghị lực để phấn đấu vươn lên. Chính vì thế mà thành quả họ đạt được luôn rực rỡ hơn người. Hung vận trong tuần chủ yếu ảnh hưởng ở mặt tình cảm, tuổi Dần vốn nóng tính lại hay ghen và đa nghi. Nếu đối phương dung hòa và thấu hiểu, mối quan hệ của hai bạn sẽ tiến triển xa hơn và ngược lại. Đừng để người khác luôn phải dè chừng mình, tốt hơn hết, bạn nên học cách tiết chế cảm xúc và thay đổi mình dần đi là vừa. Tuổi Mão. Vận trình tuần mới của người tuổi Mão hầu như không có biến động nào quá lớn, đây có thể coi là giai đoạn mà vận trình của bạn đang chững lại. Cát vận hung vận vẫn đan xen, cuộc sống lúc thăng lúc trầm rõ rệt, cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Với những ai cảm thấy bí bách, thậm chí mất phương hướng trong cuộc sống, công việc, tốt hơn hết nên tạm dừng việc đang làm, cho bản thân chút thời gian để suy nghĩ về mọi việc. Có như vậy bạn mới sáng suốt để nhận ra những gì mình đang cần và muốn làm trong tương lai, không còn lo lắng hão huyền về những điều không tưởng.
Bản tính người tuổi Mão vốn hài hòa, thích nhu không thích cương, vì thế mà bạn được khá nhiều người yêu mến trong tập thể, nhân duyên vì thế cũng vượng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì rắc rối đã không xảy ra. Tuy bản mệnh hài hòa nhưng trong lòng lại chất chứa sự đố kỵ không hề nhẹ. Trong mắt mình bạn là nhất, làm gì cũng giỏi giang, tháo vát nên coi khinh người khác. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới mọi rắc rối, cản trở con đường sự nghiệp của bạn. Nếu muốn thành công, bạn cần nhanh chóng thay đổi. Vận trình tình cảm trong tuần này coi như tạm ổn, có xích mích nảy sinh nhưng đôi bên nhanh chóng làm hòa, gia đạo an yên, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Có điều bạn cần chú ý tới sức khỏe của người lớn tuổi, thời tiết biến động mạnh, người cao tuổi khó thích nghi, rất dễ đổ bệnh, đột quỵ. Tuổi Thìn. So với tuần trước, vận trình tuần này người tuổi Thìn khởi sắc hơn hẳn, không còn u ám ảm đạm. Cứ như thể mây mù bị quấn phăng, trả lại cho bạn bầu trời trong lành thoáng đãng. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mệnh tiến hành những dự định lớn như mở cửa hàng, thành lập công ty, mua nhà, mua xe, sinh con đẻ cái. Với nỗ lực của bản thân cũng như sự hỗ trợ từ quý nhân thiên ân, tuổi Thìn không khó để biến những ước muốn này thành hiện thực, một khi đã hạ quyết tâm cao độ. Tình hình công việc tiến triển thuận lợi, dự án tồn đọng của thời gian trước được giao lại cho bạn xử lý. Dưới tài lãnh đạo sáng suốt cộng thêm sự nhiệt tình chu đáo, bạn sẽ không khiến lãnh đạo phải thất vọng. Tài lộc trong tuần khả quan, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, chi tiêu có nhiều nhưng vì đầu vào dồi dào nên không phải lo nghĩ thái quá. Tình cảm gia đình, hôn nhân, bạn bè đều hài hòa. Bách Việt đào hoa mang tới nhân duyên vượng, giúp người độc thân dễ dàng tìm được nửa yêu thương. Trong tuần có ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, bạn đừng quên nhân cơ hội này để lấy lòng đối phương nhé. Tuổi Tỵ. Vẫn chịu ảnh hưởng từ thiên cầu hung tinh, vận trình tuần này người tuổi Tỵ không khả quan. Bản mệnh nên suy nghĩ lạc quan, chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều tồi tệ có thể xảy ra về mặt sức khỏe như ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Tiến trình công việc của bản mệnh tuy vẫn đảm bảo đúng kế hoạch nhưng quá trình thực hiện vấp váp khá nhiều khó khăn, có cả những nguyên nhân chủ quan, khách quan. Bạn luôn nỗ lực để hoàn thiện mọi việc ở mức độ cao nhất, nhưng vì gặp phải khó khăn về nguồn vốn, nhân lực, cơ sở vật chất, nên tới giờ những dự định của bạn vẫn còn nằm trên giấy tờ, chưa thể trở thành hiện thực. Với những chủ tư nhân, người kinh doanh buôn bán, việc được nhân viên cấp dưới ủng hộ là điều vô cùng cần thiết. Bạn cần nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, đừng nghĩ rằng ta đây làm chủ mà có quyền o ép cấp dưới. Cứ như vậy bạn sẽ không thể có được những nhân viên tin cậy, trung thành. Trong tuần tâm trạng bản mệnh vui buồn lẫn lộn, khó kiểm soát, bạn suy nghĩ theo cách phức tạp hóa vấn đề, tự tạo áp lực về tinh thần cho chính mình. Có những lúc bạn thiếu quyết đoán đối phương, cảm thấy hoài nghi về tình yêu mà bạn dành cho. Người độc thân kém vận đào hoa lại bị thiên cầu hung tinh đè nén. Nhân duyên tốt đẹp chưa tới lại còn dễ bị kẻ xấu lừa gạt. Hãy thận trọng hơn trong các mối quan hệ bạn bè, cũng như trong các mối quan hệ xã giao khác, đừng tin người quá đáng để rồi thiệt thân. Tuổi Ngọ. Tử vi tuần mới người tuổi Ngọ hanh thông, chỉ số cát vận lấn át hung vận, báo hiệu điềm lành gặp hung hóa cát, bản mệnh có một tuần an yên, không quá nhiều biến động. Công việc thuận lợi, thiên đức cát tinh chiếu rọi khai sáng trí tuệ, người tuổi Ngọ suy nghĩ linh hoạt, dễ nhìn thấu đáo mọi vấn đề, từ đó tìm ra hướng giải quyết, dễ dẫn đầu trong tập thể, được cả tập thể giao phó trọng trách. Các mối quan hệ xã giao được duy trì ở mức bình ổn, tuổi Ngọ năng động, quảng giao, dễ gặp được bạn tốt, đồng nghiệp cùng chí hướng, công việc trôi chảy hơn. Nhân đà này bạn có thể triển khai kế hoạch hay dự án đầu tư nào đó mạo hiểm một chút, biết đâu thành công sẽ đến với bạn sớm hơn theo cách đặc biệt này. Thiên đức cát tinh cũng trợ lực mạnh mẽ cho vận trình tình cảm, tình yêu phát triển thuận lợi, không còn sự ngăn cản của gia đình hay bất cứ rào cản ngoài luồng nào khác. Quyết đến với nhau hay không, hạnh phúc vui vẻ hay không đều phụ thuộc vào chính quyết định của cách hành xử của bạn. Người độc thân có vượng đào hoa khá, tuy chưa gặp được đối tượng thực sự tâm đầu ý hợp nhưng cũng tạm hài lòng với các mối quan hệ hiện tại. Tuổi Mùi. Tuần này sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh mang theo một vài điểm báo không tốt về mặt sức khỏe. Người tuổi Mùi nên chú trọng tới thể trạng của mình nhiều hơn là đi lo những chuyện bao đồng. Ăn uống chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế ăn hàng quán sẽ tránh được nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Trong tuần hạn chế tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc các trò chơi mạo hiểm, sức khỏe của bạn không cho phép, thậm chí có thể xảy ra sự cố bất ngờ, nguy hiểm tính mạng. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, điều độ, làm việc cũng cần có chừng mực nhất định, tối kỵ mang việc về nhà rồi lại phải cày đêm rất hại cho sức khỏe. Vận trình sự nghiệp trong tuần có sự khởi sắc rõ rệt, bạn có thể triển khai một số ý tưởng, dự án, tỷ lệ thành công khá cao. Nếu được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ vực dậy dự án gần như đã ngừng hoạt động, vì vấp phải khó khăn, bạn không nên vội vàng từ chối, cũng đừng nhận lời ngay.
Bạn nên dành chút thời gian tìm hiểu, phân tích tình hình, nếu bản thân có thể làm được thì hãy làm, còn không cũng không cần phải gượng ép, tránh tình trạng nhận lời rồi nhưng lại khiến mọi người thất vọng, danh dự uy tín của bạn cũng bị giảm sút. Hiệu quả làm việc trong tuần tăng cao vì bạn luôn biết cách làm chủ tình thế, đồng thời tạo ra các mối quan hệ xã giao hữu hảo, được nhiều người ủng hộ. Hãy phát huy và duy trì điều đó, bạn càng sớm thành công. Vận trình tình cảm khởi sắc trông thấy bản mệnh tự tin về sự hấp dẫn nên không khó để tìm được đối tượng phù hợp. Rất có thể tuần này, gia đình bạn sẽ có khách quý tới thăm, người này sẽ mang tới chút tin vui về tài lộc, hãy tiếp đón họ thật chu đáo, nồng nhiệt. Tuổi Thân. Người tuổi Thân đón một tuần an yên, không nhiều biến động, mọi việc diễn ra đều nằm trong dự tính của bạn, không có gì đáng để bạn phải lo lắng. Nữ mệnh tuổi Thân vốn suy nghĩ thoáng, lại khá nhác việc nên tạm hài lòng với những gì hiện có. Làm công ăn lương hết giờ làm rồi về, không lo lắng hay bon chen chuyện thăng tiến, phấn đấu. Nam mệnh tuổi Thân có phần tham vọng hơn, dưới sức mạnh của tử vi tinh, năng lực sáng tạo của bản mệnh được nâng cao. Càng làm càng nghĩ ra được nhiều thứ hay, muốn phát triển nó, biến nó thành hiện thực. Tinh thần ấy của bạn được cả tập thể ghi nhận, cấp trên đánh giá cao, thành công sẽ sớm đến với bạn hơn. Trong tuần, người kinh doanh buôn bán tìm được cơ hội làm ăn tốt, đối tác tin tưởng lẫn nhau, cùng hợp tác phát triển lâu dài. Bản mệnh có thể hợp tác với người tuổi Tý hoặc Thìn, quan hệ tốt đẹp sẽ mang đến sự thành công cho cả hai phía. Vận trình tình cảm hài hòa, có xu hướng khởi sắc, mâu thuẫn vợ chồng con cái giảm đi trông thấy, khoảng cách giữa hai thế hệ trong gia đình không còn quá xa. Cả gia đình trên dưới đồng thuận, làm việc gì cũng có kế hoạch cùng nhau, tăng thêm sự gắn kết. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu có được trải nghiệm tuyệt vời, đáng nhớ trong cuộc đời. Không quan tâm tới việc sau này có thể đi đến tận cùng với nhau hay không, tuổi Thân yêu là hết mình, dám làm, dám chịu. Tuổi Dậu. Chịu ảnh hưởng lớn từ đại hao hung tinh, tuần này tình hình tài chính của người tuổi Dậu bất ổn, bạn thường xuyên rơi vào tình trạng tiêu nhiều, kiếm ít, lúc nào đầu óc cũng quay như trong chóng vì chuyện tiền nong. Chính vì chú trọng tới một việc mà bạn không còn tâm trí nào làm việc khác, tiền bạc đã hao hụt lại chẳng kiếm ra. Tiến trình công việc vấp phải không ít khó khăn, trở ngại. Nguyên nhân có cả hai yếu tố khách quan, chủ quan, nhưng đa phần do bản mệnh là chính. Các mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp thiếu hài hòa, thậm chí vì khúc mắc nào đó bạn sẽ bị họ bài xích, tìm cách hãm hại. Tư tưởng không thoải mái thì làm việc gì cũng thấy trúc trắc. Trong hợp tác làm ăn, bản mệnh cần thận trọng khi hợp tác cùng với người tuổi Mão hoặc Tý. Tránh tình trạng phá tài do đối phương cố tình tìm cách hãm hại. Chuyện tình cảm thiếu sự hài hòa, lãng mạn, mệnh chủ trở nên đa nghi hoặc quá nhạy cảm khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt, vợ chồng lục đục không yên. Vợ chồng mới cưới cũng khó tránh khỏi tình trạng trên khi cả hai chưa thể dung hòa về thói quen, quan điểm sống. Tuy nhiên bạn không cần quá lo lắng, đó chỉ là những cảm nhận nhất thời. Khi cả hai cùng nhau xử lý vấn đề, ắt sẽ thêm hiểu và cảm thông cho nhau. Tuổi Tuất. Vận trình tuần mới của người tuổi Tuất ví như nắng hạn gặp mưa rào. Sau bao tháng ngày nỗ lực phấn đấu, cuối cùng bạn cũng gặt hái thành quả xứng đáng, công việc trôi chảy hơn nhiều, có điểm thăng quan tiến chức. Gia quan thứ 6 của bản mệnh vô cùng nhạy bén, rất có lợi cho những ai làm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, tài chính, ngân hàng. Ngay cả khi bạn không trực tiếp tham gia đầu tư, vẫn có thể kiếm lời từ việc môi giới. Nhìn chung, vận trình tài lộc trong tuần khá sáng, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài phóng khoáng. Tuy nhiên, cần lưu ý tuần này hung tinh tiểu hao hoành hành, lại có kiếp tài gây sức ép. Dù bản mệnh có kiếm được nhiều tiền đi nữa cũng khó tích lũy. Nói một cách đơn giản là kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Tuần này có những ai đang thất nghiệp hoặc tìm kiếm công việc mới sẽ được toại nguyện. Nhưng nên nhớ rằng môi trường làm việc dù có chuyên nghiệp tới đâu vẫn có người tốt kẻ xấu. Bắt đầu vào môi trường mới, bạn nên tập trung làm tốt công việc, đừng quản chuyện đau đồng mà rước họa vào thân. Vận trình tình cảm khá lý tưởng, đây chính là thời điểm phù hợp để bạn bày tỏ tình cảm, hóa giải mâu thuẫn hay hàn gắn những vết thương còn lưu lại trong quá khứ. Nếu có ý định kết hôn, ngay từ bây giờ hai bạn hãy cùng lên kế hoạch cụ thể để tiệc cưới diễn ra viên mãn, đúng ý của hai bạn. Người độc thân cần chủ động đi theo tiếng gọi trái tim, tránh nghe lời gièm pha mà từ bỏ hạnh phúc đích thực của mình. Hạnh phúc do bạn nắm bắt, không ai quyết định thay bạn được. Tuổi Hợi. Nhìn chung tuổi Hợi có một tuần an yên, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều, vận trình tình cảm khởi sắc hơn, tần suất đôi bên cãi vã, giận hờn giảm đi trông thấy. Nhờ thế mà tinh thần bạn càng thêm phấn chấn, dễ dàng tập trung phấn đấu cho sự nghiệp. Vận đào hoa của người độc thân tuy có khởi sắc nhưng chưa nhiều, chưa đủ để tìm được đối tượng ưng ý. Hãy kiên trì chờ đợi, nóng vội sẽ khiến bạn không còn là chính mình và biết đâu đó sẽ đánh mất cơ hội được tình yêu chân chính. Tuần này cần lưu ý ngũ quỷ hung tinh rình rập, đó có thể là nguyên nhân khiến bản mệnh bất cẩn bị té ngã hoặc xảy ra tai nạn bất ngờ, đi đứng phải hết sức thận trọng.
tuần này không nên xuất hành xa trong trường hợp buộc phải đi công tác, hạn chế đi một mình kẻo sự cố xảy ra lại không có người ứng cứu. Vận trình công việc của bản mệnh gặp không ít trở lực, chủ yếu là vấn đề con người, vẫn tồn đọng những mâu thuẫn giữa bạn và đồng nghiệp, khi nó chưa được giải quyết triệt để thì công việc chưa thể trôi chảy. Tốt hơn hết, dù đang nắm chức quyền trong tay hay không, tuổi Hợi cũng không nên tranh giành đấu đá làm gì cho mất công. Hãy cứ tập trung làm tốt công việc của mình, tạm hài lòng với hiện tại để tinh thần thảnh thơi, sức khỏe dồi dào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn một ngày mới gặp nhiều tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau của lịch ngày tốt.